thì cuộc vui của mình lúc nào cũng phải tàn thôi, chứ đâu phải đi vui hoài đâu. À. Chơi thì chơi, đâu biết hết rồi, đâu cần phải chơi nữa đâu. Hey, chúc bay, chúc bay. Trai hay gái thì không biết nữa, gọi cái đã, 18 ngàn à. Qua 23 phút nữa là có 10 ngàn nữa rồi. Lâu rồi không qua đây quay với anh em nha. Bữa nay là có cuốn cho anh em xem đây. Alo, dạ mình mới đặt lắp 3 hai bánh đúng không ạ? Đúng. Dạ bây giờ em đón chị ở đâu ạ? 80 là cái đồng quý. Bao nhiêu ạ? 820. 8620, rồi chị để em khoảng 1 phút em tới liền nha. 820. Rồi rồi, 820, 820. Ok. Ê, cái bánh hả? 820 hả? 820 736 732 820 quay lại. Anh em thấy cái chớp sao đã không? Bình thường nè, đó, nó chạy linh tinh đẹp phải. Bữa giờ bán cả ngàn cái luôn á anh em. Này tốt mà rẻ ghê á. 820 820. Để coi bông hay trái đây. 820 762 808 đây, 820 mình phải. Mình đặt rắp 3 2 bánh đúng không ạ? Không phải hả? 818 820 là ở đây. À, ai đặt rắp á? Điện em tới đây nè chị ơi. Rồi. Vừa kiểm tra nữa hả? Ngoài cái túi đó có nhiều chỗ để khác nhau rồi nha. Để vô túi. Để vô túi, để cái túi. Bậy rồi, bậy rồi. Nữa hả? Gặp lại. Chưa rồi chưa? Quyết định đúng nắng. Em thấy nó bắt mình đi một vòng, có đường nào đi nhanh hơn không chị? Gì? Anh thấy nó bắt đi đường xa quá, có đường nào đi nhanh hơn không? Thì cái đường đó đó, đường chạy quốc lộ vậy hả, vậy vô được rồi. Chạy đi đường đó nhiều quá chứ không có ngoài nhà không đi đường nào chứ. Vậy chị chỉ đường đi nha. Ok. Hình như chị người miền Tây đúng không? Đúng rồi. Nghe giọng rạc luôn. Chị ở đâu? Cần Thơ. Cần Thơ hả? Ừ. Chị lên đây lâu chưa? Lên cũng lâu rồi, mấy năm? 6-7-8 năm. 6-8 năm. 6-7-8. Ghê vậy? Nói chứ có 8 năm. 8 năm. Thôi vậy chị lên đây lúc còn nhỏ hả? Không, nói chung lên cũng mười mấy tuổi ha. Ủa vậy giờ chị ba mấy hả? Đúng rồi. Hai mấy chứ? 22 rồi hả? 32. What? Cái gì vậy? What the hell? 32 tuổi rồi, trời đứa mẹ 37 á. 32 rồi hả? Ừ. Trời sao trẻ mặn vậy? Nghe cái trời giọng tướng. Già rồi. Hả? Già rồi, trẻ thôi trời. Trời nghe cái giọng tưởng có khoảng chừng 19. Thiệt rồi. Em chỉ đáng coi năm nay em nhiêu tuổi? Có hai mấy vậy? Thì hai mấy, 21 hay 29? 21 hay 29 mà cỡ 22, 23 vậy. 22, 23 hả? Ừ. Em mới có 10 mấy hả? À? Mấy hả? 18 mấy, chưa được 19 nữa. Vậy hả? Ờ, trẻ măng. Trẻ măng quá chứ trẻ tại đó, tội nói gì kiểu hết vậy. À, mỗi lần đi ra là nó phải kiểm tra vậy hả? Ờ đúng rồi, tại vì là nó quán là phải chứng nhận gì thôi. Tại vì người nào cũng vậy mà. Ờ mà trong đó lấy được cái gì? Ai biết, tao thích kiểm, kiểm. Sợ lấy ly, lấy chén, lấy đũa vậy biết đó. À, trời vậy cũng lấy nữa hả? Ờ, những cái... Đôi khi những người đắp giặt đó biết không? Ờ, đôi khi người ta kiểm đi thôi chứ. Ai mà lấy
ba quỷ cho má làm gì. Rồi lấy đâu, mua có bao nhiêu đâu. Không mà có nhiều người họ không nghĩ được vậy. Họ sẽ tiện tay, tiện tay. Tiện ta. Cái có tiền không, cái mũ cái đó cũng tiện thôi, 2.000 mà nghèo, biết không? Đó, 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 vậy đó. Nhưng mà còn mình thì nghĩ là cái quỷ á, mà không có nhiều tiền đâu. Dạ chắc chỗ đó bị mất nhiều á, nó mới thành ra họ vậy luôn. Vậy quý tại vì làm thì mỗi ngày, vậy thì kiếm không sao. Có khi nào khách lấy không ta? Vậy không biết. Có kiểm khách không vậy? Không, vậy không. Là thượng đế rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó nhậu vô kiểu chửi chết luôn á. Nó đập luôn á. Đấy, cái này lộn xíu thôi mà còn tự nó gì kiểm tra nó có đó. Kiểm những người làm cái đó thôi. Dạ. Chị làm ở đó lâu chưa? Làm cũng làm năm mấy. Năm mấy rồi. Lương sống được không chị? Được. Nhưng mà mình thôi, nhưng mà dễ sống. Ra mà giờ chạy xe mới quá ấy rồi. Dạ. Ngược chiều hả? Đúng, không ngược chiều. Qua bên Liên Hương đó. À rồi, thôi đi xuống đúng rồi. Sao nghe nói chạy gấp được lắm mà. Được đâu, trời ngày chạy 200 ngàn mừng húp. Cái gì? Ừ. Nghe nói bạn chồng của người bạn cũng làm chung chung đó đó. Mà chị cũng nghĩ làm nghe, nhưng mà nói làm chạy gà 700 gì đó. Trời, cái gì đâu dữ vậy? Chắc lắp 4 bánh á. Không, 2 bánh như em vậy nè. Ờ, chắc là mới hay sao á, chứ em chạy lâu rồi, ngày 200 là thấy mừng rồi. Không có nhiều đâu. Chị biết hết hay là sao biết đâu, nhưng mà nghe nói vậy thôi chứ. Nói chung là chị có đi, đi hay là có người dây áp về, nhưng mà đi áp thôi. À. Không muốn quan trọng chị hỏi cái tiền bạc của vấn đề gì bên người làm. Dạ. Nhưng mà tại vì có người chồng trong đó. À. Bạn của người chồng của nó đi làm cũng chạy gáp. Nên... 700-800 không phải đâu, chắc có thêm cái gì á. 700-800 chắc thì ba kéo nhau người ta đi chạy hết rồi. Ai đâu mà làm lương bảo vệ hay gì đó 200 tháng đúng không? Hồi đó thì được nha. Hồi khoảng 2 năm trước á, 2 năm trước thì được hiểu. 700-800 là chuyện bình thường. Còn bây giờ ế lắm rồi, bây giờ nhiều quá rồi, mà khách nó bắt đầu ít rồi. Bây giờ nhiều quá trời gắt, nhiều gắt, ra chạy quá trời luôn. Dạ đúng rồi. Nó nghe chào hỏi, bộ đi tính đi đi chơi hả chị? À, nghe tôi tưởng tụ tập chuẩn bị đi đi phượt đi chơi đâu chứ. Tại á, tới đi chơi lắm, tại làm cho nó về rồi. Đúng rồi, nếu mà nghĩ vậy thì chắc chị làm từ sáng đúng không? Không, làm từ 12 giờ đến 12. 12. À. Có khách nữa thì chuyển khách nữa. À rồi hiểu. Hai thôi, chị không có khách nữa. Dạ. Rồi làm về rồi thời gian đâu tụ tập. Tại vì đâu nghĩ tới đó đâu, nghĩ đi làm thôi. Rồi đi làm có tiền vậy thôi hả? Đúng rồi. Có tiền rồi làm gì chị? Dạ, cho ba mẹ thôi. Tại vì cuộc vui của mình lúc nào cũng phải tàn thôi, chứ đâu phải vui hoài đâu. À. Chơi thì chơi, đâu biết có được, đâu cần phải chơi nữa đâu. Chị ghê vậy? Mời đây chị. Đúng. Chơi hoài nhiều cũng tốt. Thì đúng rồi. Mời đây. Đường quen quen. Hồi đó em làm ở trong kia kìa. Cái chỗ đó mình quẹt trong cái hẻm cái, có cái cửa nhựa ngay cái chùa gì đó chị. À. Chùa gì quên tên rồi. Chùa gì ta? Nói chung quên rồi. Làm cũng mấy năm á chồng. Dạ. Đây này. Ok. Cái chị là 18 ngàn. Thôi chị 70 hả? Rồi em cảm ơn chị nhiều nhé. Thôi hai người miền Tây. Tưởng đâu 22 ai về 32. Khổ ghê. Tưởng đâu có kèo nữa rồi cha. À, anh em nghĩ sao về cái video này sẽ cũng chung chung như giống những cái video khác ha. Không có cái điểm gì gọi là đặc biệt hơn ha. Nhưng mà ít nhất mình cũng biết một chút gì đó, thêm một chút gì đó. Thì theo anh em thì có tiền nhiều để làm gì? Hả?
đi làm có tiền thì đa số mọi người cứ nghĩ là mấy bạn sinh viên rồi mừng bậc cha mẹ của mấy bạn sinh viên rồi có thể là học sinh thì lúc nào cũng nghĩ là đi làm có tiền. Nhưng mà chốt vấn đề lại thì mình cũng muốn hỏi mọi người là có tiền nhiều để làm gì? Để qua xe ôm shop mua đồ, để ăn, có thể là để ăn nhiều hơn, ăn cao lương mỹ vị thay vì ăn mì gói đúng không, thì cao lương mỹ vị đó, hay là ăn cái gì đó ngon hơn thay vì ăn cái đồ dở hơn, hoặc là đồ mặc đẹp hơn. Nhưng mà cốt yếu lại là các bạn có vui hay không ha. Có nhiều người thì hay chọn những cái công việc mà họ không yêu thích, họ không có đam mê, vì gia đình, vì một cái gì đó nên họ chọn để có nhiều tiền. Nhưng mà chốt lại vấn đề là nhiều tiền để làm gì. Theo anh em thì có nhiều tiền để làm gì? Anh em cho mình xin một cái bình luận đi nha. Rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở một video sau. Và nếu mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.